con đến với chuỗi bài giảng về trí tuệ cảm xúc của cô. Các con có biết câu nói vui nổi tiếng của nhà vật lý học Archimedes: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên. Và dạo gần đây, cô nghe thấy trên mạng xã hội lan truyền câu nói: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi đuối quá. Hay người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tôi tựa đầu vào vì tôi mệt mỏi quá. Cuộc sống ngày nay quá vội vã, con người rất dễ bị stress khi những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh tâm trí, kéo theo những cảm giác tiêu cực như buồn, giận, sợ, lo. Cô nghĩ các con cũng có lúc bị stress, phải không nào? Hôm nay, cô xin chia sẻ một kinh nghiệm của bản thân cô mà cô nghĩ sẽ rất hữu dụng khi các con đang đuối như trái chuối. Đó là luôn tìm cho mình những suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Chế ngự những cảm xúc tiêu cực, ngăn không cho chúng xâm chiếm tâm trạng vui vẻ hài lòng là chìa khóa đem lại sự cân bằng và hạnh phúc. Cùng với một sự việc, chỉ cần thay đổi góc nhìn hay suy nghĩ tích cực và thoáng hơn, chúng ta sẽ có được nhiều điều thú vị chờ đón. Chúng ta hãy cùng thử xem một số tình huống sau đây nhé. Chiều mai thi môn toán, cuối tuần phải nộp bài báo tường cho chuyến đi học tập trải nghiệm. Nhiều việc quá, làm sao mà mình làm kịp? Mình sẽ không viết bài kịp cho báo tường nè. Lớp mình sẽ bị mất điểm nè. Cô sẽ la mình nè. Lỡ mình bị điểm kém bài toán thì sao nhỉ? Từ từ, bình tĩnh, mình cũng sẽ làm được thôi. Đến rùa còn tới đích nữa mà. Chia việc ra mà làm. À, từ giờ 7 giờ tối mình học bài toán. Từ 9 giờ mình sẽ viết báo tường. Ok, em fine. Cô mới phát bài kiểm tra sáng nay, mình bị điểm 2. Mình dở quá đi thôi, mình chẳng bao giờ khá lên được. Hiển nhiên rồi, vì mình học dở mà. Cái bạn A này xấu quá, không cho mình nhìn bài. Bực quá, hôm đó mình xui, mình bị tủ đè. Làm sao mà mình bị điểm 2 nhỉ? Chủ quan quá chứ sao. Lần sau mình sẽ ôn bài kỹ hơn, ôn nhiều lần hơn. À, mình nhớ rồi. Hôm bữa cô giảng bài này, mình đang mãi suy nghĩ việc tổ chức sinh nhật. À, lo ra thì chết à nha. Từ bây giờ, mình sẽ tập trung giờ nào làm việc đó thôi. Bạn thân mới được thầy khen, bạn luôn đoạt giải cuộc thi lớn nhỏ. Bạn ấy thông minh quá, mình chẳng bao giờ được như bạn ấy. Nhìn cái mặt ghét quá đi thôi. Cách mà bạn ấy nhìn mình lúc lên nhận phần thưởng, không thể nào chịu được. Mình sẽ tìm hiểu cách bạn ấy học. Mình sẽ cố gắng làm như bạn ấy. Chắc chắn mình sẽ đạt được thành tựu. Bạn ấy giỏi về mặt này, mình thì giỏi về mặt khác. Để mình tập trung vào thế mạnh của mình thì cũng sẽ được thầy cô ghi nhận thôi. Suy nghĩ tiêu cực sẽ kéo theo những cảm giác tiêu cực như buồn, giận, sợ, lo, làm đốt cháy hết năng lượng, khiến chúng ta trở nên rất stress. Trong khi suy nghĩ tích cực sẽ giúp chúng ta chấp nhận thực tế, tìm cách vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số tấm gương sáng về thái độ sống tích cực. Người ấy là ai? Họ là những người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn hơn bình thường. Thay vì than thân trách phận, họ đã vượt khó, vươn lên, thành công hơn người bình thường. Ở Việt Nam chúng ta, hẳn các con đã nghe tới thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người bị bại liệt hai tay từ nhỏ. Với khao khát được học cùng bạn bè trang lứa, cậu bé Ký hàng đêm miệt mài dùng đôi chân của mình để luyện chữ. Con chữ viết ra là bao mồ hôi, công sức và thậm chí là cả máu. Nhờ sự nỗ lực và kiên trì,
cậu bé ấy đã viết tiếp ước mơ trở thành nhà giáo ưu tú, nhà văn truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ noi theo. Trên thế giới thì chúng ta có Nick Djokovic, là người đàn ông Úc bẩm sinh không tay và không chân, nhưng với nghị lực phi thường đã có thể tốt nghiệp đại học, trở thành nhà hùng biện nổi tiếng trên thế giới. Và anh đã tâm sự như sau: hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng chừng đã có lúc nhấn chìm tôi. Hơn ai hết, tôi từng muốn tự tử và đã từng rất nhiều lần bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng ngàn lần ngã. Đối diện với niềm tuyệt vọng, Nick đã tìm ra hướng đi của mình, đó chính là thái độ sống tích cực. Anh nói, thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ khả năng thông minh hoặc không đủ hấp dẫn, không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về mình, hoặc là tồi tệ hơn khi bạn tự coi mình là người vô giá trị. Nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu. Tại trường của chúng ta, hẳn các con cũng biết cô giáo Đàm Lê Đức đã vượt qua nghèo đói, khó khăn của gia đình để tiếp tục đi học. Và nhờ sự nỗ lực không ngừng của cô, chúng ta mới được ngồi đây dưới mái trường Đức Trí này. Câu nói mà cô Đức đã dạy cho cô cũng như bao thế hệ học trò, đó là tiên trách kỷ, hậu trách kỷ. Nghĩa là trước tiên chúng ta tự trách mình, sau đó cũng là trách mình. Khi vấp ngã trong cuộc sống, trước và sau chúng ta cần xem xét bản thân mình, chứ không đổ lỗi cho bất cứ hoàn cảnh nào. Khi thẳng thắn nhìn lỗi của bản thân, cũng như là lúc chúng ta cần quên đi thất bại. Thất bại là mẹ thành công mà. Tất cả chúng ta đều có sai sót, đều có điểm yếu và sai lầm. Hãy tập trung vào những thế mạnh, những điều mình có thể làm được để đầu óc luôn thanh thản và tiến về phía trước. Và còn rất nhiều bạn học sinh bằng tuổi các con ngày nay cũng đối mặt với vô vàn khó khăn, nghiệt ngã của cuộc sống, nhưng mạnh mẽ, bền bỉ, nỗ lực mỗi ngày đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Là học sinh, chúng ta có thể rèn tư duy tích cực trong việc học tập, nghĩa là phản biện, tranh luận, đặt câu hỏi. Và cô rất thích một câu ngạn ngữ phương Tây: hỏi một câu chỉ dốt chốc lát, nhưng nếu không hỏi thì chúng ta dốt cả đời. Đừng sợ người khác cười và nghĩ mình đặt câu hỏi ngớ ngẩn. Nên nhớ rằng, dù mọi người có nói gì đi chăng nữa về mình, thì mỗi chúng ta luôn là những người rất tuyệt vời. Và việc phản biện sẽ giúp cho các con có thêm nhiều kiến thức và phát triển tư duy. Đó là một khoản đầu tư rất tốt mà các con có thể làm ngay bây giờ vì một tương lai tốt đẹp và thành công của bản thân. Cô mong rằng các con luôn tìm được ước mơ, niềm đam mê và cách tư duy tích cực trong học tập cũng như cuộc sống.